Trong thời gian nghỉ học, phòng dịch, hai anh em Đỗ Đức Huy và Đỗ Việt Hà ở thôn Duyên Linh xã Đỉnh Cao huyện Phù Cử không hề lơ là việc học. Hàng ngày với sự nhắc nhở đốc thúc của ông bà bố mẹ, cả hai vẫn làm đầy đủ các bài tập được thầy cô giao. Cô giáo đã gọi điện nhắn tin trên điện tử và nhắc nhở cho tôi để bảo cháu là học hành và phòng chống dịch cúm. Khi có những cái bài nào mà không làm được thì gọi điện cho cô. Bên cạnh việc hướng dẫn học sinh tự học, các giáo viên trường trung học cơ sở phù cử đã triển khai hình thức học trực tuyến. Đến nay, hầu hết các giáo viên đều đã có kênh YouTube đăng tải các bài giảng chuyên đề, thầy và trò thống nhất thời gian cùng theo dõi bài giảng trực tuyến đóng góp ý kiến như trên lớp. Trong quá trình học sinh nghỉ học chống dịch phòng chống dịch ở nhà thì qua việc học qua mạng thì các thầy cô ngoài việc truyền tải bài kiến thức cơ bản thì đều có sự kiểm tra ngược lại đối với học sinh là xem các em với chuyên đề đấy, với bài đấy thì các em đã đảm bảo được yêu cầu hay chưa và đã, đều đã có những bài kiểm tra cụ thể. Đến nay vẫn chưa rõ lịch thi trung học phổ thông quốc gia có được điều chỉnh hay không, do đó dù đang được nghỉ học nhưng em Nguyễn Thị Ngọc Hoa lớp 12DA1 trường Trung học phổ thông Hương Yên không hề lãng phí thời gian, chủ động tự học, ôn tập kiến thức tại nhà thông qua việc tự làm đề thi mẫu, sách tham khảo. Khi mà bắt đầu nghỉ dịch thì thầy cô đã uh, giao bài tập trên gmail và trên uh, messenger của nhóm lớp để chúng em có thể tự làm ở nhà và có thể hoàn tập hoàn thành bài tập và giao lại cho thầy cô. Một số thầy cô đã có những kế hoạch để dạy trực tuyến trên uh, YouTube hoặc là những trang Facebook. Bên cạnh việc đảm bảo vệ sinh cửa trùng trường lớp, ngành giáo dục cư nhiên đã kịp thời chỉ đạo các nhà trường khuyến khích giáo viên giao cho học sinh các nhiệm vụ học tập có sự kết hợp giữa việc ôn tập hệ thống hóa kiến thức và việc vận dụng kiến thức trong phòng chống dịch bệnh ncov qua đó giúp học sinh nhớ lâu nhớ sâu không để hỏng kiến thức sau thời gian nghỉ dài ngày